Điểm neo của người Việt bị tụi bạo loạn đập nát. Nè, phố Men Enugokali chuẩn bị tự vệ này, vụ biểu tình ngày 6 tháng 3. Súng nhào đóng hết lấy dán, đóng hết trơn. Không biết bầu bán được dán gì lắm. Với những người làm công đó, đi đóng khoan hay cũng như lấy đầu dùi vô. Nè, thống đốc Cali nè, cũng như là nói ra ảnh hưởng đến sinh tồn ngành neo nè. Anh chứ ổng chưa trôi neo mở nữa đó. À, ở Mỹ á, cái con ông nó tàn phá nông nghiệp Tây Bắc Hoa Kỳ nè, là tại sao mà Mỹ, người ta nói là tại sao mà Mỹ không cho mà nhập cảnh trái cây đều vô á, hay là rau cải rồi, cũng như là chưa bị kiểm duyệt, cũng như là mình đi về nước mà đem qua không cho là vậy đó, tại vì sẽ mang vi khuẩn, mang những con gì nó qua. Bây giờ nó mang ba con ông nè, nó tàn phá mấy con ông nhỏ nhỏ bị nó hết trơn nè, quá trời nè. Tàn phá nè nông nghiệp mà Tây Bắc Hoa Kỳ nè. Nó niềm kiêu hãnh và lịch sử cho Hoa Kỳ, tổng thống Mỹ nè chứng kiến nè phóng tên lửa lên vũ trụ quốc tế nè, lên ở tại NASA bỏ hổng đó. Hôm thứ bảy thì nghe nói sáng chủ nhật hay là gì đó, ngộ sức vệ tinh đây thấy rõ ràng, à, lên đó ra cái chú ngựa trên đó người ta ra tiếp đi, ở chung ở trong đó ra thấy rõ ràng đó, giống như mình thấy vậy. Hay sức xa bút ngạn ở đâu mà thiệt, thời buổi này không thể tưởng tượng được. Ông bà ngày xưa chắc ông nghĩ là con cháu bây giờ mà được coi mấy cái này đâu, thiệt qua nhìn chính kiến nhìn thấy rõ ràng luôn. Ra vậy đó. Nè, công hàm khẩn nè, Hoa Kỳ nói là làm, Hoa Kỳ gửi công hàm đến Liên Hợp Quốc bác bỏ yêu sách của Trung Cộng ở Biển Đông. Nè, tổng thống Mỹ đã điểm mặt nhóm Antifa nè, người nói là sumo đảng dân chủ. Hoa Kỳ báo động nóng à, Lầu Năm Góc báo động khẩn nè, triển khai quân đội, quân đội binh tinh nhẹ đến. Bữa nay còn nói thêm nữa chứ, mình định lệnh nói tiếp nữa nè, bẩm cô ba có nói sơ rồi mình nói tiếp. Quẩy tay chào nhau hai người, cái gì nó gác hai cái hình như quẩy tay chào nhau. Tổng thống Mỹ đã tước gói du lịch dài nhất cuộc đời Obama, trị giá 2 tỷ mốt. Ở New York đập kiến vô hôi của ở Rockefeller Center là cái chỗ mà nó vui và quả bổng mà cô ba có quay đó. Đó, chỗ mà có trực tiếp đó, ở Rockefeller Center vui và quả đó, các tiệm đó, lưu niệm cô ba thấy tiệm lớn lắm mà đập kiến thấy gỗ gàng, đập kiến hết trơn nát vô lấy đồ biết không nè. Tiệm là lưu niệm là cửa kiến này vô lấy đập cửa kiến vô lấy đời nè, cảnh sát bắt những kẻ phá rối rồi dùng gom nè, rồi cái nó chạy xe chúng nhân dân nó chạy xe rủ ngay cảnh sát, cán cảnh sát nè. Vậy mà người ta nói tại sao mà không nói gì, mấy người da đen này là cán cảnh sát nè, mà mấy người da trắng thì sao mà không thấy nói lên, không ai được biểu tình cái nhóm mà Atipan đâu nói vậy nè. Thấy không, ở New York đập kiến vô hôi của nè, ở góc Sewer Center nè, vua dầu quả nè, các tiệm lưu niệm đập cửa kiến, mấy giờ bán đồ ba đập hết trơn, cảnh sát bắt những kẻ phá rối ở vùng gòn á, ở đây năm vùng á, vùng gòn á, ở bên trên đó Mỹ đen nhiều dân, dân có cái người dân da màu á lái xe đụng cảnh sát nhập viện luôn, nhờ ông chịch bơm bơm thôi chết rồi. Mà đâu có ai nói đâu nè, nhập viện nè, rồi 4 cảnh sát bị bắn luôn đó. Mà người ta nói ta Antifa đâu, sao mà không lên mà quậy lên nói vậy. Nói vậy 4 cảnh sát bị bắn mà còn sống ở lót cảnh sát quỳ với người dân biểu tình, cũng như là ở Los Angeles đấy, thấy rõ ràng đó, cảnh sát quỳ nữa mà cũng như là nói người dân ấy, giống như ở New Jersey quá không vậy đó. Có một cậu con trai người da trắng nói là biểu tình xong là phải về chứ không có, mà những người xấu mà đã cướp cửa đó. Rồi cái cảnh sát mới gọi trực tiếp nói chuyện điện thoại, thấy rõ ràng nói chuyện điện thoại với cái cậu đó, cậu trai đó nói là khen cậu đó, cậu nói cậu đi biểu tình rồi cậu về chứ không phải ở đâu bị phá. Cảnh sát á, cảnh sát trưởng á gọi điện thoại thì mới nói cảnh sát đưa cho cậu nói chuyện, nói là khen cậu trai đó cỡ 16-17 tuổi à, mũi trắng.
Bây giờ nó cái phong trào mà điều tình cái nó hãy để cho tôi thở, hãy để kêu thở là cái tiếng nói của cái cậu mà Mỹ Đen bị cắn cổ đó. Nữ tuổi nè, một tháng sáu mặc dù bị thương nè, thủ đô tấn công nhà thờ bị đốt nè, đào thao hiệu sơn nè, 60.000 người bị tình đủ tất cả độ tuổi nè, cả độ dân không có quỷ gối, mỗi nhóm nằm trong cũng như là trong cái nhóm có chính phủ đi nữa, hô to khẩu hiệu hãy cho tôi thở. Đài ABC News cho biết ở những thành phố lớn như New York nè, Los Angeles nè, hay là Chicago á, đây là tòa hay là tòa Bạch Ốc đó, biểu tình bạo động quá trời, chọc kiến cướp của quỷ phá như bắt cóc bỏ dĩa bắt vô rồi ra nữa. Khi ông trưởng cảnh sát ông mới yêu cầu tổng thống đem quân đội lên tiếp. New York cả ngàn người trở lên nè, ban ngày nè, tối biểu tình nè, giới nghiêm thôi, sau 8 giờ cũng cũng biểu tình luôn, cũng không 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 giải tán nè. Ở Los Angeles nè đi biểu tình nè, ở Houston nè đó, cũng như là có ông mà biểu tình đó, kêu anh không có kể gì hết trơn, vì làm sao đây? Có một người Việt bị bắt vì bạo loạn và ăn cướp nè, con sâu làm sầu nồi canh. Nghe nói gì hồ sơ ấy nè, nói là Đảng Cộng Hòa mà cái tổ chức Antifa hoạt động của phong trào này là tổng thống Mỹ tuyên bố đây là tổ chức khủng bố. Đảng Cộng Hòa ngày 2 tháng 6 gói đề xuất mới dân Mỹ được thêm 1.200 nữa đó, cũng như là tiết lộ vậy đó, nhưng mà từ từ mới tính, đám gà bị lộn xộn quá. Tin chấn động ảnh hưởng người Việt nè, Sở Di trú Hoa Kỳ hôm nay trong lời tuyên bố cáo buộc các hồ sơ từ tháng 11 cần bổ túc hồ sơ bảo hiểm y tế đó. Nhưng mà bảo hiểm y tế nhưng mà cũng phải mua bảo hiểm tốt rồi, chứ không phải mua bảo hiểm Obamacare cũng được, phải bảo hiểm tốt rồi. Nói vậy mình có người thì hỏi gì chứ, thì cô bà coi đây cái ha, khảo lớp nha thầy, để coi con, để cô bà coi nha. Này ta mới hỏi có nên mua tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng lúc này không? Một số chị bạn kia nói trời sao mà nên mua được, làm công đi tốt hơn nhất. Hồi xưa Việt Nam nói chữ công, ông già mình nói chữ công á, là không có cái đầu, chữ tàu á, không có cái đầu. Nói can gì bò sợ bò tháo, bò xúc tháo vậy. Nhưng mà qua Mỹ thì làm công cũng tốt. Theo cô ba thấy là làm công kệ đi, sống hưởng nhàn đi, tôi đừng có đi ra công ty ơn rồi mệt nhức óc quá. Nè, thương nước Mỹ vô cùng, biểu tình cố tình gây hôi của này. Nè, hôi của là đồ hiệu nè, Louis Vuitton là Chanel là bị quét sạch này. Quét sạch hết trơn. Mỹ chìm trong bạo loạn này, tiệm nail có được tha không? Không tha luôn. Cuộc sống Mỹ nguy cấp, bạo loạn ở Mỹ, biểu tình ở Mỹ khắp nơi. Biểu tình hôi của cúp bắp đốt phá bùng phát dữ dội. Chị nói là Mỹ chìm trong nước Mỹ chìm trong biển lửa là gì? Bùng phát dữ dội. Cô ba biết là bom xăng mà, nghe chắc không? Bom xăng thấy vô cái mình mà nếu mà mình đốt gì vừa đâu có đánh đổi gì, bom xăng bắt được cái cậu đó rồi, 28 tuổi bắt được rồi. Tối nay đi đưa phân phát kêu người ta ba dục nó mà còn đi quay qua quay phim á, người ta nói ở Việt Nam mình ở đó ơi, nói này như là lại ông tôi ở bụi này đó vậy đó, vậy đó. Mà ta coi vệ tinh ấy, chứ coi cho nó thấy bắt này. Ngày trên xe có bom xăng nữa đó, đi với bạn gái biểu tình thôi của cướp bóc đập phá bùng phát dữ dội sau vụ người da màu bị cảnh sát ghi chết. Hoa Kỳ bạo lực và cướp bóc trên khắp các thành phố, tin tức biểu tình Hoa Kỳ mới nhất nè. New Jersey sẽ là bang đầu tiên cải tổ luật cảnh sát bạo hành, cái ông chửi cảnh sát là ông ra lệnh bây giờ cải tổ lại.
như là xem xét lại hết, đang ganh ghẻ chứ không có, để coi có bị phân không phân biệt người da màu không. Bây giờ phải bình đẳng, nhưng mà qua cuốn này rồi là phải bình đẳng, để không bị đẳng lại nó quậy tới tanh bành hết trơn á, tanh bành hết trơn. Mỹ phải học cách chống bạo loạn. cái ông bình luận nói vậy đó, Mỹ phải học cách bạo loạn Việt Nam mỗi nặng bà cũng như Trung Quốc với Việt Nam vậy đó, lấy quân đội lại quét Mỹ nói vậy đó. Mỹ cái người bình luận nói vậy đó, Mỹ phải học cách chống bạo loạn Việt Nam. Thì nói cái ông kia ông nói quá tào lao, hai ông sực lộn quá tào lao. Mỹ ở Houston bà nói nhà ở mà Houston bà bạo loạn này nè, đập phá quá trời mấy ngày trước. Thì bắt đầu hôm cô ba có nói đó, bữa lễ mà chiến sĩ Thiện Dâm đó, bữa thứ hai đó ông mới chết rồi, bớt bắt đầu qua thứ ba quậy quậy nhiều nhất là thứ tư thứ năm đốt quá. Lần đầu thì thứ ba thì còn ôn hòa, thứ tư năm là Atifan nhập cuộc rồi, mấy tiểu bang khác tới rồi. Cái cậu đó mới đem chở xe rồi bom xăng lại chịu nổi không nè. Tổng thống Mỹ sẵn sàng cho quân đội nhập cuộc nè, cáp thiết biểu tình âm mưu nè. Chủ nhà hàng Thanh Thích Kỳ thường tặng đồ ăn cho cảnh sát bị thiệt mạng vì lạc đạn, bị lạc đạn chết, bắn nhau lạc đạn gia vậy đó. Đây là lời tâm sự không cầm được nước mắt, trong hoạn nạn mới thấy mình cần gì. Thành ra cái số người chị em bạn, cái chị bà hồi trong hôm chị nói trong hoạn nạn mới biết mà ai là tốt với mình. Bây giờ mới nói thôi, giờ tôi nghe lời bà, lạc quan yêu đời là phương thuốc hữu hiệu nhất. Không phải nhắc đẩy chị nói chào bà coi, có người hỏi cái này mua chị nghe lúc này mà mua cái gì, bà nói gì vậy chịu nổi không. Nè, người da màu nè, biểu tình lớn ở Lý Do Sài Gòn. Nước Mỹ chìm trong bạo loạn. Chiều vừa có giờ chìm trong biển lửa nữa chứ. Còn có người thì nói là gì, bình luận nói bạo loạn chỉ giúp tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Vì sao? Nói vậy tại vì tụi nó phá quá trời luôn. Rồi ổng hãy lo giúp dân, nếu biểu tình mà biểu tình ông hòa thì được, chỉ có là đập phá cướp cửa là không được nè. Tụi tại sao vậy, nói vì tụi phá hoại cướp bóc nè. Mừng hay lo hơn khi tổng thống Mỹ sẽ cứng rắn với biểu tình, tụi phá hoại cướp bóc sẽ cứng rắn với tụi phá hoại cướp bóc. Nói vậy, tổng thống Trump nói đúng, bắt hết những kẻ cướp phá trộm cắp gây rối trật tự và phạt nào thật nặng. Ông kêu mấy thống đốc vậy, bỏ tù và trục xuất ai không hợp pháp ở Mỹ về nước họ, lọc lại. Bởi vì mấy đen này không đẩy nó đi được, tại vì ông cha nó ở đây tới giờ rồi là phải chịu thôi. Bởi vì số tù nhân đó thả quậy quá trời này, có số người bình luận nói là có người đứng ở sau lưng đưa tiền. Hôm qua hôm kia thấy bình luận nói là Trung Quốc nữa, nói là Trung Quốc nghe gì đi, nói gì đó, nói cái gì phè cánh tả gì đó, nói gì đó. Nè, bỏ tù và trục xuất ai không hợp pháp ở Mỹ về nước họ, có như thế người dân mới an toàn, cứng rắn là đúng. Đó, cái người bình luận nói vậy đó, nói là tổng thống nói đúng đó. Người Việt Nam lợi dụng biểu tình rồi đi ăn cướp rượu tại Cali. Đúng vậy, hai cứng rắn hơn với những kẻ phá hoại thẳng tay với chúng, không khoan nhượng, nếu không nó sẽ tàn phá nước Mỹ. Nói gì? Chiến hạm Mỹ tiến vào Hoàng Sa thách thức Trung Quốc. Bạo động tụ tập ở Minnesota, New York mở chiến dịch chống kỳ thị người châu Á vì COVID-19. Bởi vì Việt Nam mình á đang quá bị đứng nếu là Việt Nam mình nó nói là tàu, tại vì nó hay cũng lai rồi. Người Minh Hương á, Việt Nam mình người Minh Hương nhiều lắm á, nhiều gốc á, người Minh Hương chi gái đẹp á. Việt Nam mình gái đẹp nhất là nước da
như là tay coi vợ cái ta gờ da cái da mình vậy đó. Nó xin phép cho rồi hôm đó mình coi đó, cái người Đài Loan nó qua cái môi giới tiễn á, cái cậu nọ tiễn mà cô cái má ấy đó tiễn cô, má ấy muốn cái cô kia nhưng mà quyền là quyền của cậu này đó. Rồi cái cậu mới nói với cô gái này xin gờ da tay đi, cô kia cô kể lại người ta hỏi nguyên nhân là gặp người chồng cổ qua về Đài Loan cổ sung sướng đó. Chồng cổ cho tháng 500 đô cổ xài thì cổ gửi về cho mày á, rồi cho đi học Anh văn, cô đâu có phước rồi. Thì nó hỏi sao quen người cổ nói vậy đó, nó chồng cổ mới gờ tay cái da tay của mình đó. Nó ngày Mỹ nó đẹp á, thì ở nước Mỹ này cô ba để ý, qua đây 27 năm cô để ý nó đẹp á, trời thì lâu quá rồi đưa cô ba tắt cho mình được.